Chào mừng các bạn đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay. Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2024. Chúc các bạn một ngày mới phát tài phát lộc. Các bạn xem kênh này nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Tiền Giang 86, giải 8 Kiên Giang 76, giải 8 Đà Lạt 90 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời các bạn tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt Tiền Giang 267-426, giải đặc biệt Kiên Giang 045-242, giải đặc biệt Đà Lạt 245-812. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.